Alo, vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu. Vâng, rất may trong tôi vừa rồi. Nhưng chúng ta cùng xem có thoát được hay không. Dường như là vẫn thoát. Vâng, đang câu voi, ai đang câu voi mới là điều quan trọng. Một sen của bên lớp và một AC của Gunny. Vâng, tham lai là 21/24. BS đầu đã được thiết kế rồi. Gunny thì sao? Như vậy là 20, chậm hơn so với xem một chút. Có một bầy hiêu và một bãi quả phụ này, không biết là ai sẽ là người ăn. Tiếp tục đến màn hình máy thủ về lớp thôi. Vâng, cố gắng giật thêm đôi voi này về nữa. Còn bãi quả thì nhường cho game thủ Gunny trong tuần vừa rồi. Đẩy con hiêu này ra xa một chút. Đúng rồi, quá đẹp trong tuần phóng hiêu vừa rồi. Bây giờ thì giật con voi này về thật nhanh để cho nông dân ở nhà có việc mà làm. Một hit và nằm xuống. Nhà dân và 25 nông dân kích đời ở 72x. Đơn giản như vậy thôi. Vâng, với bên lớp thì có lẽ những việc vừa rồi thì vâng, không quá khó đối với anh. Nhiều thao tác tay, rất tiết kiệm, từ tốn và tiết kiệm, chính xác trong từng thao tác. Vâng, vừa mới khen xong thì con hiêu nhảy hơi xa, nhưng rất may là không chết. Rồi, tạm thời là như vậy. BB và BM sẽ bò bãi gỗ. Sau đó một vài chiếc BE khung tạm thời lại. Con dân đẩy bình và sau đó thì đẩy ra ngoài giật con voi. Chưa có ai lên đời. Đơn giản thôi, bây giờ là hơn phút thứ 8 và không có vơ. 9 rưỡi sẽ là khoảng lên đời xong. Và vâng... cuối 9 sẽ là vâng kích đời 3. Thiết kế nhà điều kiện BL và BM. Vậy He He là người cũng lên đời rất sớm. He He không biết người cầm quân gì, cũng lên đời rất sớm. Bên kia có một Kata và một gì nữa thì tôi cũng không biết. Rồi sang đầu 10 rồi. Vâng, kích cái công và cắt nông dân ra ăn vàng dần. Rồi, bé thiết kế là rất đẹp. Nhốt nông dân ở phía trong. Và một hai bé ở ngoài nữa là vâng kín và không thể chọc xuyên. Đây rồi, đóng điều kiện. Hy vọng là như vậy. He he, một pha ép xịt, hy vọng là như vậy. Con ngựa giò là công giáp đầy đủ. Vâng, vẫn còn một bãi quả phụ nữa dành cho he he trong tuần này. Không, he he là người vâng đánh cung. Không biết là cung gì, chúng ta cùng chờ xem. Như vậy cung Summer, thằng nào dân nhiều máu đến mức như vậy. Không hề xoắn những con ngựa giò, vâng cho chọc thoải mái. Nhưng khi lạc đà tới thì có lẽ cũng bắt đầu xoắn. BB là người cầm Kata, còn He He là người cầm Summer. Vâng, Kata lên đời rất sớm, đã nhảy ba rồi. Còn bây giờ thì Kata bị chơi. Bơm một chút cho game thủ Gunny, để Gunny khỏe hẳn, bánh xe luôn. Vẫn có thể, vâng, vẫn có thể thoát trong tuần này. Vẫn có thể thoát. Rồi, như vậy là càng khe thì càng hẹp, càng khe thì càng đẹp trong tuần này. Toàn bộ nông dân nằm xuống. Vâng, không thể thoát. Bánh xe đã có rồi. Màn hình máy của game thủ Gunny một chút xem có khoảng hay không. 26 đến từ game thủ Gunny. Vâng, chưa nhảy 3, nhưng đã có lạc đà. Hai chiếc BE này. Rồi, tạm thời là ổn. Đến với màn hình máy, cái thủ bên lớp tiếp, người đang chém cực bay trong một bài cầm sen, chưa lên đời 3. Như vậy vừa nhảy 3 dành cho game thủ He He thôi. Còn đang rất bề bộn dành cho He He. Vâng, con ngựa giỏ làm được rất nhiều điều. Vẩy E trước hay không? Như vậy là không, và lao vào ăn dân. Lao vào ăn dân luôn. Vâng, thịt nướng là rất thơm trong tuần này. Rất thơm. Không có bánh xe đến từ thủ He He. Vâng, chưa có bánh xe thì là chính xác hơn. Một xe và một vào trong. Rồi, như vậy trận đấu đã được giải quyết. Tỷ số là 1-0.
Có lẽ là như vậy thôi. Vâng, 20 đến từ đến thủ Gunny. Ô, như vậy là không. Chưa. Vâng, đó là chưa được giải quyết. Khi mà Gunny đang là người hơi loạn, đang là người hơi loạn trong tình huống này. Gunny cũng đã có bánh xe, nhưng he he cũng là như vậy. Về lớp thì chơi được sâu ở phía bên kia. Còn phía bên này thì vâng, game thủ BB cũng đang chơi sâu vào nhà game thủ Gunny. Một thế trận vẫn đang nghiêng ở phía bên mình. Nhưng vâng, tên này Gunny phải giữ được thang. Đó mới là điều quan trọng. Gunny hơi loạn. Trận đấu này Gunny hơi loạn. 35 đến từ game thủ về lớp rồi. Một mình Seng cũng có thể cân đôi. Tôi nghĩ là như vậy. Đã mất con giò, nhưng sẽ có cung R đi phía sau nếu thấy cần thiết. Vẩy thêm một chiếc BE nữa để kín bay gỗ hoàn toàn. Và sau đó thì vâng, tách thêm lạc đà ở nhà đi. Lượng lạc đà đứng ở nhà đang là hơi nhiều. Sang bên này đỡ hộ một tay cho game thủ Gunny trong tuần này. Vâng, thừa chút nào để bơm hết cho game thủ Gunny, để Gunny có thể sóc những con cung R AC. He he cũng bắt đầu có những con cung R Summer của mình. Nhưng Summer với AC là một sự khác biệt rất lớn. Không thể, vâng, không dễ sàn lấp ở trong trận đấu này. Không dễ sàn lấp. Phải e là cực kỳ nhanh. Nhưng vừa rồi là một tên vẫn thoát. 42 đến từ game thủ V-Lớp cầm sẹc. Và Gunny là bao nhiêu? 27 đến từ game thủ Gunny. Dĩa dần lạc đà và sau đó được kết thúc trận đấu thôi. Vâng, không kéo dài, không nên kéo quá dài. Vâng, đồ nhồi là liên tục đến từ game thủ V-Lớp. Các bạn có thể thấy, nhìn thấy điểm số game thủ V-Lớp. Vâng, vừa thi đấu và vừa bơm đồ. Điểm số bây giờ đã lên tới hơn 3 lít rưỡi rồi. Tiếp tục đến với game thủ V-Lớp thôi. Trận đấu này xem V-Lớp thực sự thấy sướng mắt. Cảm giác như đã mắt. Vâng, lao vào thiêu. Thiêu để cho em thủ Gunny khỏe. Rồi, vâng, xin mời anh he he vào đây. Xin mời. Vâng, cứ vẩy đi. Càng vẩy thì càng hết lực sóc cung rồi. Vì vậy cứ xin mời anh vẩy. Vâng, có Thánh vẩy đến giờ này thì có lẽ Thánh cũng phải bó tay. Và tỷ số là 1-0 rồi.